chất liệu màng gỗ và cái công nghệ giải mã K2 và độc quyền Victor phát triển. Bộ sản phẩm này năm 2018 được Thanh Tâm Audio đưa về Việt Nam cũng như test đã nhận được hưởng ứng phong trào chơi loa màng gỗ rất là mạnh từ khoảng 2018 đến thời điểm hiện tại. Và cái mức giá của 2018 Victor AK1 đẹp xuất sắc như trong hình các bác đây phải đến tầm giá 8 triệu rưỡi hoặc 9 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay em có một bộ đẹp xuất sắc mới về hàng với mức giá là 6,8 triệu các bác nhá. 6,8 triệu thì các bác sẽ nhận được một bộ dàn Victor AK1 zin nguyên bản vừa từ Nhật về với đầy đủ kiện zin, dây nguồn zin. Các bác về chỉ được nghe thôi. Cái đặc trưng của dòng AK1 này là đó là cái nét đèn màn hình sẽ rất là sáng và nó sẽ có FM lên tần số 108. Không để các bác đợi lâu nữa, em sẽ quay chi tiết cận cảnh hình thức của sản phẩm này. Các bác sẽ có một bộ AK1 đẹp xuất sắc các bác nha. Hiện tại thì đây là bộ đẹp xuất sắc, em vẫn còn một bộ xấu hơn. Cái bộ xấu hơn để sẽ lên hình sau, chắc chắn là mức giá sẽ rẻ hơn rồi. Dành cho các bác nào không quan trọng về hình thức. Còn những bộ đẹp xuất sắc như này dành cho các bác sưu tầm. Chúng ta sẽ có khiển zin Victor AK1 và hai e-căng của loa. Sẽ là một bộ dàn với một ampli và một cặp loa toàn giải. Cặp loa Victor AK1 thì sẽ đánh ở công suất là 30W, trở kháng là 4 ohm. Đây là ampli AK1. Các đặc điểm đặc trưng của AK1 đó là màn hình lúc nào cũng đẹp và sáng. Công nghệ K2 cũng được tích hợp trên cái phiên bản này và sẽ có hai giải tần. Ra đĩa và đặc biệt AK1 thì sẽ có DVD các bác nhé. Công nghệ Ampli Dias của Victor độc quyền trên những sản phẩm loa màng gỗ. Các bác có thể nhìn thấy một bộ sản phẩm đẹp, góc cạnh của loa này. Các bác nhìn mặt trên của loa này, cực đẹp luôn, bên này cũng như thế. Phía sau của loa như em đã chia sẻ với các bác, công suất là 30W, trở kháng là 4 ohm. Còn phần Ampli thì chúng ta sẽ có thêm một ngõ vào AUX, ngõ ra của sub và cầu loa công suất. Cái dòng sản phẩm AK1 này thì họ sẽ không đưa cái tính năng mới như là USB hoặc là giải mã lên các bác nhé. Bản chất AK1 cái thời điểm đó thì chưa có những công nghệ như thế. Và các bác mua bộ sản phẩm này về thì các bác sẽ khai thác nhạc từ CD hoặc từ điện thoại, máy tính bảng, máy tính các bác cắm ở phía sau, cậu phía sau. Và cái bộ sản phẩm này nó cũng rất là hay, đó là nó sẽ đọc được cả nhạc, xin lỗi các bác, nó đọc được cả FM lên tần số 108. Và duy nhất A1 và AK1 mới có cái tần số cao như thế này. Còn những sản phẩm còn lại chỉ đọc đến 90 thôi các bác nhé. Bộ này thì ngoài khả năng nghe nhạc thì nó là một trong những cái sản phẩm mà các bác có thể bày biện và sưu tầm rất là cao. Victor AK1 cực đẹp, 6,8 triệu các bác nhé. Tiếc tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những tầm lưu niệm của những ngày trong cuốn trường mình thống yêu thương. Qua chín tháng phong thương, tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi. Gắn trên vai chiếc loan thuần uy, sáng mai đây ra biển kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ. Thank you.
khuya tóc tàn mà tao tình mình thêm chứa chan. Xiết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong cuốn trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thơ sinh đã qua mất rồi.